Kính chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn về cách mở phần mềm kế toán Misa khi mà chúng ta mở mà phần mềm báo là không mở được dữ liệu. Thì nếu như không mở được dữ liệu thì các bạn sẽ tìm từ Survey ở trong phần Start. Sau đó các bạn kéo xuống phần SQL Server. Các bạn đang đăng nhập vào Misa bằng SQL nào mà không mở được thì các bạn khởi động lại cái SQL đó. Ở đây ví dụ như tôi mở cái dữ liệu này không kết nối được bằng máy chủ là Misa SME 2021 chẳng hạn. Thì lúc này các bạn sẽ tìm đến SQL Server Misa SME 2021, các bạn chuột phải chọn Restart. Các bạn đợi phần mềm chạy xong thì lúc đó các bạn quay sang Misa thì chúng ta sẽ đăng nhập được, mở được dữ liệu. Còn nếu như chạy xong mà quay sang Misa mở vẫn không mở được thì lúc đấy các bạn lại nhấn lại chuột phải vào cái Misa SME 2021 này, xong rồi chọn nút Start là được.